Vô. Chừng giảm mìn. Nha, mìn quá trời luôn. Ở đây những cái người trẻ từ thiện đến thăm bà. Những người nghèo khó thì không. Đức tôi nói anh ấy quan rồi. Bây giờ đầu đi là anh. Bà ở đây rồi. Nhà đây. À. Sinh sống bằng gì? Có quyền góp nhưng mà lòm nữa nó cũng chi. Làm nông. Dạ hả? Làm nông. Giờ làm nổi. Không có đâu. Dạ dạ. Ở đây không có riêng cho bà già đây mà có người biết nhận những tẻ. Không biết gì hả? Giờ đây là thế đó. Tôi ở đây một mình. Thủ trưởng đây. À, với lại má anh này bon rồi á. Thì tụi con giúp 6 triệu. Thì 6 triệu này á là bờ công ở đây nữa. Tức như là góp công góp đồ để sửa lại cái nhà cho nó đàng hoàng để bà với hai cháu ở. Nó cho được chứ đây rồi mưa gió lạnh lẽo rồi không được. À, cho nên là bây giờ thì con tiền này á là chờ á là con vô cho thì vô cho ông Thạnh đi ông giữ không lo hả? Cũng được. Ê. À, có bờ đây ha. Vô trực tiếp cho bà. Hả? À. Chứ vô bỏ thì bỏ đâu có làm được. Thấy thằng nhỏ kìa. Hả? À, con nghe nãy giờ con có hiểu không? Tức hả? À, tức là tiền này của cái nhóm các bạn ở bên bên New Jersey á. Bên Mỹ á. Bên Mỹ đó. Có được á. Dạ. Rồi bây giờ cái tình trạng này là cần phải giúp đỡ, giúp bà xây một cái nhà. Đó thì đưa cái tiền này để giúp cho bà xây nhà. Đó rồi chị. 6 triệu. Con cháu không? Dạ. Thế thì bây giờ chị á là đây là bà với lại anh Thạnh ơi. Anh ra đây bây giờ chị là một có là gửi cho anh Thạnh để anh lo hay là bà giữ rồi bà lo. Nè. Tất nhiên là mục đích của tụi con là muốn giúp lại cái nhà cho bà. Thì bà cái ý bà cho biết cái ý kiến của bà thử thì bà giữ để bà lo hay là vô cho mấy ông đây cũng huy động người lo. Thế cũng được, vô quay đạm lộn cũng được, mà tôi giữ thì tôi xuất ra lộn cũng được. À không, bà giữ bà xuất lộn đó vậy? Lộn ra là... Giữ được hay là... Ừ, có hả? Cái gì có cảnh con được từ ta nữa. Ừ, ba luôn. Ừ, vậy. Rồi đi anh này, giờ bỏ nhận cái mà đưa lại anh Thạnh. Ừ, tôi bỏ nhận, tôi bỏ nhận. Chứ để sát không, tùy bà. Lớn nhỏ buồn nha. Tùy bà. Biết. Bố biết con không? Thì có cái là thằng gì? Bố của anh là tên là gì? Bố của anh là cái gì? Con là không? Con bố là chứ? Cộng đồng thì muốn xây dựng một số ở cao nó luôn đó. Mà để làm cái trường hợp để là mà con là tiền quý bố ở đây đây. Không có rồi. Thôi bây giờ là bố thím là theo cái mình lớn đó ảnh của thím như thế đó thì ở đa thông chứ để đâu lấy tới tôi một rồi được đó để trình bày cái hoàn cảnh như vậy. Các anh em thống nhất đây là cái tổ chức các anh em ở bọn thân ở nước ngoài để là tổ chức để giúp cho những người nghèo ở quê rồi thì trong đó có thím về cái điều kiện là giúp 6 triệu để cho thím làm được cái nhà, nhưng mà 6 triệu bây giờ thời buổi này thì đưa thím không thể làm được, do đó phải cần phải có cái bàn tay mà cộng đồng nữa thì ở đây tôi là người có cái trách nhiệm là huy động mà mới làm được à. Chứ còn đưa cho thím mà lấy quá mập, thứ nhất là thím lẩm cẩm rồi đâu đâu lúc là không sơ hở mất thì cái tiền không có do đó thì bây giờ thì đúng rồi đó, tôi cũng đại diện có sự chứng kiến của các anh đồng thời là đại quyền ghi bon lại giáo quanh phốt là nghe là tôi nhận số tiền này sao tôi sẽ họp lại cộng đồng huy động cái sức người để người vô để mới làm cái sao cái chúng tôi làm tôi là chép cái bán để vô lại cho anh để các anh có cái giá trị để
Đây phong bì tôi có ghi đây. Tốt. Dạ rất là tốt vậy. Rồi mình nóng cần thử. Lương lên rồi, trăm hai rồi. Đón là giữ chấp khỏe. Mấy cháu này mai Khiết đi vòng vòng qua đây chơi Khiết. Tôi là ở đây cũng được. Nó không thể lấy mấy nữa.